Màu thứ hai của mẫu 398 này là tông màu đỏ đô các chị. Trên video thì màu sẽ hơi sáng hơn so với lại bên ngoài một tí xíu các chị nha. Tông màu đỏ đô này thì vừa sang nè, trầm nhẹ nè, mặt rất là trắng da luôn các chị ơi. Và nhìn gọn dáng nữa các chị. Bộ này thiết kế hai tà, mặt rất là nhẹ, tà áo dài, mặt cực kỳ bay luôn. Và bên trong cái phần chân váy của mình sẽ là chân váy may liền, dáng xòe a nhẹ như vậy, mặt cực kỳ tôn dáng và che khuyết điểm bụng dưới rất là tốt nha. Chị nào mình có cái phần eo của mình hơi to hoặc là khuyết điểm bụng thì tham khảo ngay cái mã này cho em nè. Các chị nhìn cái phần cườm và phần họa tiết sẽ được đính kết rất là tỉ mỉ và toàn bộ sẽ được làm thủ công bằng tay. Cái bộ này thì nó có xếp ly ở ngay cái phần eo cho các chị nữa, cho nên mặc lên tăng thêm điểm nhấn phần eo, nhìn phần eo của mình gọn hơn rất là nhiều luôn các chị ha. Cổ tròn vừa không quá to, mặc thoải mái nhưng mà không có sợ là bị hở nhiều nha. Còn phía sau của mình là khóa kéo dài như thế này. Mẫu này em có 5 size, size M, size L, size XL, 2X và size 3X nha các chị. Dao động cho các chị từ 45 cho tới 75kg mình mặc vừa. Chị nào chưa biết size các chị có thể để lại chiều cao, cân nặng, số đo vòng eo để bên em canh size chuẩn cho mình nha.